Đi làm thế này mẹ thấy cái lạnh ở Hàn Quốc thế nào mẹ? Lạnh, nó lạnh chân lạnh tay, làm mồ hôi nhễ nhễ rồi. Mồ hôi nhễ nhễ cơ. Làm kinh vậy. Thôi nghỉ tí cho nó bớt mồ hôi rồi làm tiếp đi. Nó nóng, nó sướng mới làm. Nó nóng mới sướng mới làm à? Cổ cặp rồi làm gì? Ngồi một tí thì nó lại rét à? Đấy. Làm như một con trâu luôn. Sang bên Hàn là cứ cày như trâu mọi người ạ. Trâu nó có tiền thì cứ cày như trâu thì ai cho tiền. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người việc làm nông tại Hàn Quốc vào mùa đông. Mùa đông ở Hàn Quốc thì có những cái đặc trưng và những cái công việc nó khác biệt so với những cái mùa khác. Nhiều người thì sẽ thắc mắc là ở Hàn Quốc thì mùa nào nhiều việc này, rồi việc thì từ tháng mấy đến tháng mấy đúng không ạ? Thường thì khu vực miền Bắc nơi em sinh sống, việc nó sẽ có nhiều từ khoảng tháng 4 cho tới tháng 12 dương lịch. Và trong cái khoảng từ tháng 12 cho tới tháng 3 thì nó sẽ rất là ít việc, tại vì lúc đó nó lạnh này, tuyết nó rơi thì thường không có việc để làm. Hoặc là chúng ta có thể đi làm ở trong những cái xưởng như là xưởng kim chi, hoặc là những cái khu vực ở miền Trung họ tuyển cho cái nghề cá, nghề làm biển, thì vào cái mùa đông nó lại nhiều việc. Ví dụ như một số những khu vực miền Trung như Pô Hang thì sẽ tuyển những công nhân cho những cái nhà máy chế biến hải sản như là cá đông lạnh này, rồi thực phẩm. Còn làm nông thì ít việc vào mùa đông, mọi người lưu ý là như vậy. Và thời tiết ở bên Hàn nó cũng có 4 mùa, tương đương gần giống với lại Việt Nam. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt về nhiệt độ và cái sự thay đổi thời tiết thì nó có rất là nhiều những cái đặc trưng khác nhau. Cả nhà ơi, mùa đông ở Hàn Quốc thì đi làm nông có rất là nhiều việc. Ngày hôm nay thì chia sẻ đến mọi người đây là một trong những cái công việc mà thường thấy tại những cái nhà vườn hay là người ta hay thuê. Đấy là công việc dọn vườn. Sau một năm làm nông vất vả thì bắt đầu thu hoạch rồi. Những cái cây, rồi những cái đồ ở trên ruộng là chúng ta phải thu gọn gàng và xử lý để chuẩn bị cho mùa nông năm sau. Ngày hôm nay thì mẹ em đến và đây gọi là thu cái màng phủ nông nghiệp. Cái màng phủ này thì nó khá là nặng và mình trải nó dài cho nên là bây giờ phải cuộn nó lại như thế này. Cuộn như thế này thì nó khá là đau lưng. Và công việc ở đây thì nó mệt ở cái là thời tiết và việc làm thì nó thường xuyên cho nên là khá là buốt tay buốt chân này. Lúc nào mà lạnh quá là phải mặc quần mưa, áo mưa, rồi đội mũ len, đội mũ chắn gió, đeo khăn quàng. Rất là nhiều những cái bảo hộ mà chúng ta cần phải sử dụng. Ở Hàn Quốc mùa này là khoảng tháng 11 thì có năm tuyết nó đến sớm, có năm tuyết nó đến muộn. Năm nay thì cuối tháng 11 rồi nhưng mà vẫn chưa có tuyết. Mọi năm thì có đợt đến khoảng 20 tháng 11 đã có tuyết rơi rồi. Tuy nhiên thì thời tiết rất là lạnh. Ban ngày, buổi sáng nhiệt độ nó có thể âm 1, âm 2 độ C. Và trời nó nắng rồi đến trưa nhiệt độ nó mới lên được 5, 6 độ thôi. Và làm việc liên tục trong cái thời tiết lạnh như vậy cho nên là cái sức khỏe cũng cần phải rất là chú ý. Rất là nhiều người sang Hàn thì không biết là mua đồ lao động ở đâu. Thì chúng ta có thể mua ở trên mạng hoặc là ra những cái chợ truyền thống, tìm ở trong những cái cửa hàng bán đồ lao động rất là nhiều. Giá cả thì khoảng một cái quần là 10 đến 20.000 won. Một đôi ủng như mẹ em đang đeo là 20.000 won. Ủng này nó có nỉ ở bên trong thì nó sẽ ấm. Rồi quần áo mưa thì có thể mua loại đẹp ở Việt Nam rồi mang sang đi làm thì mặc thì nó sẽ ấm hơn rất là nhiều và nó chắn sương, chắn gió trong những cái ngày gió lạnh. Ở đây là ruộng tà và ruộng ớt nhà em đã thu hoạch xong và bây giờ mùa đông và dọn như thế này. Chồng em thì dọn ở đằng kia. Mỗi người một góc. Việc làm thì khá là vất vả, nông nghiệp mà. Làm cho nhà mình cho nên là lúc mệt thì có thể nghỉ ngơi. Ở Hàn những cái tháng cuối năm này ấy, thì miền Nam việc có lẽ là sẽ được dài hơn ở miền Bắc một chút. Tại vì miền Bắc thời tiết là lạnh. Tuy nhiên thì miền Bắc nó có cái lợi thế là nông nghiệp họ trồng cũng rất là nhiều. Và có thể đi như là thu hoạch củ cải, cải thảo, bắp cải hoặc là trồng hành tây, tỏi rất là nhiều. Những cái việc mà tùy khu vực, mỗi khu vực nó sẽ có những cái đặc trưng nông nghiệp riêng. Mọi người mà làm việc thì có thể chọn cho mình một cái khu vực để làm việc lâu dài. Miền Nam thì nó có lợi thế là nó sẽ ấm hơn một chút. Tuy nhiên thì quen ở đâu, quen người ở đâu thì sẽ có lợi thế ở đó, người ta sẽ giúp đỡ nhiều. Chứ mình không biết thì cũng rất là vất vả. Rồi rất là nhiều người mới ở Việt Nam sang thì đồ đạc rồi thì quần áo cũng mặc có thể chưa hợp với thời tiết hay là chưa hợp với bên này thì có thể tham khảo thêm.
Ví dụ như mẹ em mới đầu sang thì cái đợt mà nó ấm ấm ấy, mặc quần áo mỏng mỏng thì không sao. Sau đó là chuẩn bị lạnh thì em mua cho một hai cái quần khá là dày. Sau đó là bị mẹ chê bảo là quần này tao không mặc đâu này, rồi nó trông nó xấu, trông nó dày, trông nó thô. Bây giờ lạnh thì là còn phải mặc thêm hai ba cái quần ở trong nữa cơ mọi người ạ, thì mới đủ ấm ấy. Rét sáng ra thì run cầm cập ra. Với lại bên này thời tiết khí hậu nó không giống như bên Việt Nam, cho nên là khi mà chưa quen với thời tiết khí hậu thì nên tìm hiểu và tham khảo thêm. Năm nay bầu bí thì em cũng không có đi làm được nhiều ở bên ngoài, hay là cũng không kiếm được nhiều tiền. Đa số là giúp gia đình làm những cái việc nhẹ nhàng ở trong gia đình thôi. Và ngày hôm nay thì cũng ra đây để cổ vũ tinh thần, chứ bây giờ cũng không có ra cuộn tủi bóng hay là nhặt ni lông gì được cả. Dạo này thì chồng em đây, chồng em làm hết. Tuy nhiên thì đôi khi là cũng không có hợp ý nhau, là hay cãi nhau lắm mọi người ạ. Làm được tiền thì vui vậy nhỉ? Thấy cầm được ít tiền thấy sướng không? Làm được tiền thì phải sướng. Nếu một ngày em tiếc ấy. Tiếc à? Không đi làm là tiếc à? Nghỉ thì còn thở, lấy hơi để ăn, giữ sức khỏe chứ. Đi làm cho nó khoái ở nhà buồn chết người. Đi làm. Đi làm là sướng. Câu trò nó vui. Ở nhà thì câu chuyện câu trò với cái tivi, với cái điện thoại. Cái điện thoại nắm nó cũng chán. Đấy, mọi người ạ, sao bên Hàn là suốt ngày đòi đi làm thôi. Ở nhà một hôm mà bảo mẹ ơi ở nhà một hôm nghỉ đi thì á, ôi giời ơi, tao ở nhà như đi ở tù. Rồi kêu chán, rồi kêu béo, ăn thì không dám ăn, cứ sợ béo thôi mọi người ạ. Chồng người em nó cuộn được một cuộn thì bắt đầu nó ngồi nó thở như hết hơi. Làm còn thua bà già. Đấy, bà già như bà Hoa làm rất là giỏi. Ôi trời ơi. Hả? Làm cứ phải kiên trì chứ đúng không? Hay là chồng con nó không có sức bền. Bẹo. Chồng ạ, tôi bẹo. Tôi bẹo nha, tôi không bẹo. Tôi bẹo. Anh nha. À nhá, bèo. Không béo. Tôi không béo. Ê. Úi giời ơi, lăn lông nốc là bẩn như con trâu ấy. Quần áo thì toàn đất là đất ấy. Mệt đấy chồng. Mệt lắm. Mệt lắm. Cứ cái ăn ra hết tôi thề à. Lấy chồng mà làm nông như thế này đây cả nhà. Cả nhà ra làm nông cùng. Rất là nhiều người lấy chồng làm nông chứ không phải mỗi mình em. Thì có mỗi người một số phận. Có người thì lấy chồng làm giám đốc ngân hàng, hay là làm chủ cửa tiệm của một số trung tâm buôn bán chẳng hạn, hay là nhà hàng. Mỗi người thì sẽ có một cái hoàn cảnh và những cái lĩnh vực công việc khác nhau. Hey, lấy rồi thì chịu thôi chứ biết làm nào. Opa, anh ấy bà cô cá. Hả? Bà cô có chút khó. Đổi vợ cho chồng nhé. Không. Không. Với bà cô. Mỗi cái năn nê bỏ toài thế này đấy, cả nhà. Chồng em mà đi làm thì người Hàn họ ít khi họ sợ bẩn lắm. Họ cứ ngồi ra đất này, cứ năn ra ruộng cũng thoải mái. Như mẹ chồng, bố chồng em cũng thế. Cũng chả có bao giờ đội mũ, đội nón gì đâu. Trời ơi, ký kết số. Úi dồi, bê này nặng lắm. Ui, thế là phải bê ra cái vệ đồi bên kia xong rồi vứt ở đấy. Xong rồi đến mùa xuân nhà em lại phải sử dụng tiếp. Cái này thì nó cũng bền, mua một lần thì dùng được 5-7 năm. Cái cuộn phủ nông nghiệp này thì một cuộn 100 mét là 90.000 won. 100 mét chiều dài ấy mọi người, chiều ngang nó là 1 mét rưỡi. Úi dồi ôi, kéo tím hết cả mặt. Mẹ đợi tí chồng con nó ra, nó nhấc ở giữa ra kéo nó dễ. Nặng vậy kéo ra được. Úi dồi ôi. Này về là gầy mẹ ạ. Mấy hôm nó lại bụng sáu múi ấy. Dạo này bụng chảy rồi nhá. Trời lắm. Làm như trâu mà cứ bảo chơi lắm. Ý con mù câu à. Cứ khóc. Ý con đang chả ca giờ. Cố làm chả ca sao cái đề. Ướt à. Chồng con nó định kéo từ cái đầu đằng kia lại. Cho kéo đầu của nó vậy. Sức đây. Cũng là cái sức đây à? Cũng vậy à?
đấy, vừa kéo vừa lắm mồm. Chồng em là hơi bị nắm mồm mọi người ạ. Nói nhiều lắm. Hay nói đi nhiều. Đi cuộn đi để mẹ nhớ kìa. Cái gì? Đi cuộn đi. Bỏ mẹ, nó thấy mẹ nhấc lên rồi mẹ vất đi. Mẹ bảo nó là đi cuộn để mẹ nhấc cơ. Nó bảo không, không. Cuộn đau lưng, bố đau lưng, thế là bố không thích cuộn. Bố bảo là mẹ đi nhấc vậy, con cũng muốn đi nhấc. Ý ở thế. Bảo ý là con không muốn đi nhấc. Kéo nó nặng. Đây là cái cuối cùng của ruộng cà ngày hôm nay rồi. Đấy, hai người làm. To thì thôi rồi, nặng nè nữa. Ô pa tuya, cứ tuya chi. Cái xe đẩy rồi đẩy đi. Kì kê khá cho vào rồi. Cô khai không? Mấy chục cân. Mấy chục cân đấy, ba phải tầm 30 cân. Chú xin khai không? Làm mệt rồi, bây giờ nghỉ giải lao thôi. Ngồi uống nước, uống sữa rồi ăn bánh. Mẹ ơi, bánh ở trong ấy.